chào đón tất cả quý vị đang về tham dự chương trình Gala Dinner của chùa Mộc Liên Hoa Ultra Sport với chủ đề kiến tạo bản đồ trị nám bất bại. Đến thời điểm này, sau hơn 20 năm gây dựng và phát triển, chúng ta đã sở hữu năng lực cạnh tranh vượt trội trên thị trường cùng với công nghệ trị nám Mộc Liên Hoa và Ultra Sport. Với năng lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ này, chắc chắn không có gì thể cản bước chúng ta trên hành trình mơ lớn hơn và xây thật lớn. Một năm mới đang đến, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới tại Thảo Vi Group. Tôi tin tưởng vào thành công của Thảo Vi Group ở tương lai sẽ luôn luôn có sự đồng hành của tất cả các anh chị. Mỗi thành viên của đại gia đình Thảo Vi Group và chủ spa là đại lý, nhà phân phối, hệ thống Mộc Liên Hoa và Ultra Sport. Hãy tham gia vào những giấc mơ lớn để chúng tôi hưởng trái ngọt từ sự đổi mới của hệ thống. Chúng ta đã nghĩ lớn, mơ lớn, giờ là lúc chúng ta thực hiện việc xây lớn. Tôi xin được chúc Thảo Vi Group luôn khẳng định chỗ đứng vị thế của trên thương trường. Chúc cho Thảo Vi Group năm 2023 nhiều thuận lợi, may mắn và lan tỏa cái đẹp đến với cộng đồng. Và tôi rất là tự hào với người học viên này các chị. Bởi vì 3 năm trước chị Thảo cũng là một người học viên của tôi. Và chị ấy đến gặp tôi ở một quán cà phê và chị ấy có chia sẻ với tôi và nhờ tôi tư vấn cho chị ấy về những cái kế hoạch, về những chiến lược để năm 2023 Thảo Vi bứt phá hơn nữa. Và đương nhiên, với một cái người doanh nhân tràn đầy nhiệt huyết như vậy, với cái người doanh nhân rất cam kết như vậy, tôi đồng ý ngồi xuống cùng với chị Thảo vạch ra một kế hoạch. Hai, ba, chúc mừng Thảo Vi Group. Và xin được mời quý đại biểu, chúng ta sẽ cùng nhau cắt băng chúc mừng. Một tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng. Một trăm hai mươi triệu đồng.